Hàng tiền vệ gồm có số 18 Tăng Tuấn, số 6 Ngọc Bảo. Rất nguy hiểm. Anh đang ngày càng bắt nhịp với lối chơi và các đồng đội của mình. Người đã thay vị trí của Cao Cường trong trận đấu này. Khá nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại. Xuất bóng. Minh Tuấn. Chân phải. Cú đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Tuy nhiên bóng vẫn chưa đủ độ cuộn. Có một mình Đình Tùng ở trong khu cấm địa và không tạo ra được áp lực đối với bộ đôi trung vệ của các cầu thủ khách. Tuyến hai dứt điểm. Như vậy là sẽ có quả penalty cho cao thủ chủ nhà. Đây là pha bóng mà Karube trả bóng lại cho Đình Tùng. Và Đức Lộc, đúng là Đức Lộc đã ngáng chân đối với Đình Tùng. Cái chân trái của Đức Lộc đã cài vào chân của Đình Tùng và khiến cho tiền đạo Papeoma. Là Tấn Hùng. Dứt điểm, khá nguy hiểm. Trong đội hình của đội khách cũng có những con người có khả năng tạo ra được sự đột biến. Khá nguy hiểm. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Ngay sau tình huống mà các cầu thủ Cần Thơ ghi được bàn thắng gỡ hòa, ống kính truyền hình cũng đã cho chúng ta thấy khuôn mặt chịu nặng âu lo của huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng cũng như là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Thanh Hóa. Thì ông Hoàng Thanh Tùng cũng có thể cân nhắc trường hợp của Lê Văn Thắng, một cầu thủ cũng từng khoác áo câu lạc bộ Cần Thơ, tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm. Nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc cho Hoàng Đình Tùng. Rất đáng tiếc. Thiếu chút nữa thì các đã không chiến thắng được thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Pha đổ người chới với của Tô Vĩnh Lợi. Tình huống 3-2. Đường truyền cho Quang Tình. Cả ngang. Dứt điểm. Patio. Còn tốt hơn rất nhiều so với việc dứt điểm ngay ở trên vạch vôi khu cấm địa. Tất cả các cầu thủ chủ nhà đều đã bị hút vào tình huống bấm bóng của Quang.